Ok, xin chào tất cả anh em đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là Đức Mõm đây anh em ơi. Thì hôm nay có một thằng trẻ trâu tên là bé là Phát, có gạn mình solo xong mình còn khoe người yêu với mình nữa. Bây mình sẽ xin vào nhóm nó nha. Đây thằng này này anh em ơi, tắt mic đã. Trên thế giới này luôn á Linh. Cái gì vậy trời, cơm chó à? Đúng không Linh? Sợ thật, Thì sợ Linh thật, đúng cơm không? chó kìa anh em ơi. Ôi Linh, Linh dễ thương quá. Bẹ, buồn luôn. Cùng chó cái con mẹ mày. Gì mà gắt vậy? Mẹ mày. Ủa, cơm chó vậy? Bọn tao chưa kết hôn. Thì kệ chúng Linh mày. là bồ tao. Mình giúp bồ tao hay gì? Cho tao cũng chả cần. Hả? Sao? Bây giờ mình sẽ gạ kèo solo hai vợ chồng nhà nó nha anh em Của nha. tao Nhưng mà cứ phải trêu Linh. tức nó đã. Em là của anh đúng không Linh? Hôm nay mình sẽ hạ Đúng thấp bản không? thân để làm trẻ trâu gạ kèo solo nha. Vậy cái thứ nghèo như mày ơi, không có tuổi để yêu Linh đâu Ok, bạn là nhá. nhất, ok. Solo tao tưởng mày giàu Khịa khịa nó anh em ạ. mày đúng đúng mày giàu tao sợ mày à. Ui mà bê đồ này nọ ha, sợ mày quá, Gạ nó solo anh em ạ, mình sợ chấp quá. hai luôn. Rồi solo lên đến lo cả thế giới cho Ghê vậy ông nội. vô ra tạo, Ok bây giờ mình sẽ tạo phòng solo với hai chúng nó nha. sợ quá. Ra ra Ok anh em ơi, mình đã vào trận ở đây và mình sẽ solo với hai vợ chồng nhà trẻ trâu nha anh em nhá. Hôm qua mình có thử solo với hai bạn này rồi anh em ạ, bắn gà lắm. Hình như là thanh niên kia học lớp 5 với cả người yêu học lớp 3 sao ấy. Hôm qua mình chấp hai, mình thắng 7-0 anh em ạ. Xong là hôm nay nó lại gạ kèo bảo chốt kèo 7-0. Ghê đấy, được của nó luôn. Đừng để anh nóng, anh bật điều hòa đấy. Lên. Đâu rồi, ra đây anh xin cái đầu nào. Trận đầu tiên thì mình sẽ đấm nha anh em nhá. Đấm hết thọt luôn, đấm vỡ đầu nó luôn anh em ạ. Nào nào, ra đây đấm con người yêu trước. Con nhỏ này. Nhào vô, cân hai vợ chồng nhà chúng mày luôn. Vào đây. Úi rồi ôi, còn nửa cây máu. Chạy, chuột là thượng sách anh em ạ. Nào quay lại đấm một cái này, 110 máu. Bây giờ mình sẽ cố gắng đấm cho hẳn hoi anh em ạ. Nếu mà thua vợ chồng nhà nó là nhục thật. Một đứa lớp 5 đến một đứa lớp 3. Đấy, vỡ đầu ngay. Tuổi gì. Úi rồi ôi, còn có mấy máu. Bây giờ mình sẽ phải cẩn thận hơn. A đù, còn có tí máu anh em ạ. Này, nhờn. Nhờn với tao à, nhờn này. Hết thọt. Highlight đấy các bạn ạ. Quá là nguy hiểm đến từ vị trí của Đức Mõm và đã lấy đi hai cái đầu của hai bạn trẻ. Sợ luôn đấy. Giới trẻ bây giờ yêu nhau sớm quá. Lớp 5 yêu lớp 3 luôn. Xong còn gọi nhau vợ chồng các thể loại luôn. Bố mẹ ở nhà thì còng lưng ra nuôi đi học. Rồi, trận này mình sẽ bắn MP5 nhá. Lấy đầu của hai bạn trẻ luôn. Không, bây giờ mình sẽ không gọi là hai bạn trẻ nữa mà mình sẽ gọi là hai vợ chồng nhà chúng nó. Sáng ra mới mở mắt ra đã cho mình ăn cơm chó rồi. Đâu đâu cũng có cơm chó. Ở đây, những người đang xem clip, ai đã từng bị ăn cơm chó, bình luận cho mình biết nhá. Cay thật anh em ạ. Rồi ok, không tập trung linh tinh nữa. Và mình sẽ tập trung vào vấn đề chính này. Ok luôn, máu vàng không máu đỏ kia. Sau mấy ngày không chơi game thì trình độ chơi game của mình giảm đi khá là nhiều luôn. Úi giời ơi, làm gì bạn ơi. Con người yêu kìa, bắn con người yêu trước. Nào, chạy đâu, hết thọt luôn. Trời ơi, tuổi gì, thằng chồng đâu, thằng chồng chết luôn. Tuổi gì mà đòi ăn mì. Tính ra nó không thèm cứu người yêu nó luôn, chả hiểu yêu đương cái kiểu gì. Thế là 2-0 dành cho Đức Mõm, game quá là dễ luôn. Và còn một điều nữa đó chính là mình cũng đã đạt được hơn 100k sắp rồi. Lên rất là nhanh luôn anh em ạ. Rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, đã giúp mình đạt được nút bạc nha. Thì anh em ơi, nếu mà còn ai chưa đăng ký kênh ấy thì ấn đăng ký kênh giúp mình và bấm quả chuông để mỗi khi mình ra video sẽ hiện thông báo lên nha. Yêu tất cả các bạn. Thực sự luôn ấy, những cái bình luận của các bạn khen mình chơi hay các kiểu mình rất là vui luôn. Còn những cái bình luận như kiểu là thằng này bắn dở thế, bắn gà thế, mình lấy đấy làm động lực nha. Ok, solo này. Quất hai vợ chồng chúng nó bằng lục bạc luôn. 90 máu. Thằng chồng đâu, ra đây xin cái đầu. Tuổi gì ra đây xin cái đầu. Con nhỏ này. Bây giờ mà bắn MP5 thì dễ quá, phải chơi lục bạc. Nào, bắn thằng chồng trước nhở, hay bắn con vợ trước đây. Phân vân quá anh em ạ. Thôi, bắn thằng chồng trước. Hét thọt không? Không hét thọt. Hét thọt đến từ vị trí của Đức Mõm. Và thằng chồng đã phải nằm xuống. Còn con vợ này. Con vợ chạy đâu. Úi dồi ôi, không lên đầu kìa. Mình sẽ không đặt quá nhiều bom keo nhá, đặt nhiều vướng. Có mấy bạn chơi game đặt keo nhiều như kiểu làm màu ấy. Thực sự là lúc nào nguy hiểm thì mình mới đặt thôi, còn bình thường mình không đặt nhiều đâu.
Đến giờ có mấy bạn vẫn thắc mắc là tại sao mình đặt được keo ngồi á. Cái này nhiều người chỉ rồi mà, mình cũng không muốn chỉ lại đâu. Nhưng mà nhiều người hỏi quá nên mình cũng chia sẻ luôn cho mọi người biết nha. Là nút keo mình sẽ để ở giữa màn hình, cái nút lấy keo ấy, để giữa màn hình bên góc trái. Còn nút ngồi mình sẽ để bên dưới, cách khoảng 1cm hoặc là 1,5cm gì đấy. Còn đặt keo ngồi rất là dễ mà, anh em chỉ cần ấn cái nút lấy keo và nút ngồi cùng một lúc rồi ấn đặt là được. Dễ mà, đơn giản, game là dễ, anh em cứ thử luyện tập nhiều là được. Còn keo ngược thì hôm nào mình sẽ chỉ sau nha. Còn bây giờ mình sẽ tập trung vào vấn đề lấy đầu của đôi vợ chồng trẻ một mạng. Ra đây ra đây, thằng chồng ra đây anh cắt tóc cho. Cắt tóc đúng kiểu 30 size luôn. Đấy, đẹp luôn. Ai có nhu cầu cắt tóc thì liên hệ mình nhá. Cắt bao đẹp luôn, bao ngầu luôn. Dù gì mình cũng đã có kinh nghiệm mấy năm trong nghề cắt tóc rồi anh em ạ. Anh em liên hệ cắt tóc tại số điện thoại 01234567789. Anh em tự xếp lại nhá. Còn địa điểm cắt tóc đó chính là quận Cam nhá. Anh em cứ ra cái nhà nào mà nó nhiều tầng nhất thì đấy là nhà mình. Nhà mình chả có gì ngoài tiền đâu. Rồi rồi, không linh tinh nữa. Thì trận này mình sẽ bắn lục bạc tiếp. Trận này lại phải cắt tóc cho hai bạn rồi. Vừa mới cắt ở trận trước xong mà trận này đã mọc tóc rồi, nhanh thật đấy. Lào lào lào, thích kiểu gì đây? Thích kiểu Sơn Tùng hay là Đàm Vĩnh Hưng đây? Mình sẽ cắt cho, mình không lấy tiền đâu, free luôn. Nào, lại chia ra hai hướng để úp mình à? Được đấy, có chiến thuật. Con nhỏ này, cắt tóc trước hay là thằng kia cắt tóc trước đây? Thằng kia cắt trước đúng không? Thể luôn em vuốt không lên đầu được kìa. Chắc chắn là trong đây có vài bạn giống mình nhá. Là như kiểu hôm thì vuốt lên đầu, auto lên đầu luôn. Còn những cái hôm mà nó kiểu vuốt mãi không lên đầu ấy, độ nhạy nó quá. Những trường hợp như vậy thì độ nhạy anh em giảm thấp xuống một chút thì kéo nó không bị quá đầu. Như mình là bị quá đầu. Úi trời, bắn đít kìa. Móc đít anh xong thì nhớ rửa tay bằng xà phòng, nước diệt khuẩn các kiểu đi. Không tí người ta cho đi cách ly ấy. Con vợ này kéo nhanh đấy, kéo nhanh đấy. Sấy, sấy người, tầm gần mình chỉ có sấy người thôi. Nào nào, canh chúng nó tí hồi máu. Không tí này không có máu để solo. Còn con này lừa lừa móc mình đấy. Hai vợ chồng nhà này bẩn bựa y hệt nhau. Thằng kia đứng làm gì đấy? Đấy đấy, cay thật, kéo mãi không lên đầu kìa. Nó đứng yên. Á à, cười à mày, cười. Này thì khịa tao này. Từ sau cơm chó tránh anh ra nhá. Mình cảm giác mình nhục quá, mình không có người yêu, thua cả trẻ con. Buồn thật. Chủ yếu ấy, mình gạ kèo solo là không phải để thắng chúng nó, mà là để trêu tức chúng nó. Bây giờ mình sẽ mua bom, đáp lổ banh xác hai vợ chồng nhà nó. Ây da, sau đây Đức Móm sẽ làm một phi vụ đắn bom liều chết nha. Lâu lâu cứ phải chơi bẩn một tí nó mới vui. Chứ bây giờ bắn không chán lắm, muốn chọc tức nó là phải đáp bom. Rồi rồi, lên khô máu nó luôn. Chắc chắn luôn 100%, nếu mà trận này chúng nó thua, chúng nó sẽ bảo mình chơi bẩn, đáp bom. Nhưng mà thôi không sao, miễn là chọc tức chúng nó là mình vui rồi. Cay lắm, cay lắm. Ấy, hai đứa nó chạy lối ngoài kìa. Mình sẽ móc cái lối này, chọi bom. Nào, canh thật là chuẩn. Kìa kìa, thằng chồng kìa, thằng chồng này. Đáp bom này, chết tổng, mất máu rồi nhưng mà không chết. Trong đầu nó đang nghĩ là nước đi này, tại hạ chưa thể lường trước được. Này. Ơ sao không chết kìa, vướng bức tường. Chết mẹ rồi, nó đuổi mình, nó đuổi mình. Nào nào, hai vợ chồng chúng mày bơi vào đây. Đáp bom lổ banh xác luôn. Phải công nhận là bọn này bắn gà thật, kiểu bắn mình. Không chết mạng nào. Ui, nó sâu đít, keo, keo nhanh. Ok, cuống tay. Chạy nhanh, chuồn là thượng sách. Chạy ra đây trước đã, lại vào nhà. Làm sao, đừng để anh nóng nhá, hơi mệt đấy. Rồi, mình sẽ đứng ở trong đây chắc không biết đâu. Chọi quả bom này, thật là tính toán mới được. Không biết có đứa nào chết không, một mạng kìa. Không ngờ mình canh quả chuẩn thật, một mạng luôn. Không biết là ai chết nhở, à thằng chồng. Ui, con vợ này. Bắn gà thế, chết nhá. Thế là mình đã thắng rồi anh em ơi. Like liền, một like cho Đức Mõm này anh em ơi. Một like nào. Đấy, chốt kèo 60 ngay, tuổi gì. Nếu anh em cảm thấy clip này hay thì nhớ để cho mình một like, một lượt đăng ký kênh và nhớ bấm quả chuông nha. Đấy, thắng rồi, bây giờ mình sẽ tự tin mình khịa chúng nó nha. Bây giờ mình sẽ mời chúng nó vào mình khịa này, để xem chúng nó nói gì mình nha. Mình chỉ sợ là mời chúng nó không thèm vào thôi. Đấy, mời không thèm vào luôn, khinh người à. Đúng là trẻ trâu mà, thua xong thì bỏ chạy. Hy vọng là chúng nó xem được cái clip này của mình. Chán đây, không mời vô được để cà khịa. À, mình có cách rồi, bây giờ mình sẽ tán con người yêu đó nhá. Ok, hợp lý đấy. Đây rồi, đôi giày. Em ơi anh bảo này, nhà anh vừa giàu này, bắn lại hay nữa. Yêu anh đi, yêu nó làm cái gì.
Em lớp 3 mà anh mới chỉ có lớp 1, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau. Em đồng ý rồi à? Vậy thì mai anh sẽ nhịn tiền ăn sáng để lấy tiền cưới em nhá. Ngày mai em lên kênh YouTube Đức Mõm TV xong rồi em xem clip nhá. Anh quay lại clip rồi, mai anh sẽ gửi cho bố mẹ em xem. Ok ok, anh cũng yêu em.